Nóng, một nam diễn viên bị bắt khẩn cấp vì tội danh giết người, tống tiền và có hành vi bạo lực. Chiều ngày 22 tháng 2, trang Sohu đưa tin cảnh sát đã cho bắt giữ khẩn cấp Bành Minh Vĩ, nam diễn viên từng tham gia bộ phim Phố Đèn Đỏ, vì loạn tội chấn động. Về tiểu sử của Bành Minh Vĩ, người này từng liên quan đến một vụ tranh chấp đầu tư vào năm 2019 tại thành phố Tân Đài, Đài Loan. Theo đó, nạn nhân của Bành Minh Vĩ bị đánh đập một cách dã man khi bị ép trả nợ. Nam diễn viên họ Bành đã bị kết án tù 1 năm 2 tháng, nhưng người này đã không chịu đến tòa và bị phát lệnh truy nã. Mãi tới bây giờ, y mới bị bắt giữ. Sự việc này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội thời điểm hiện tại. 12 năm qua, nam diễn viên họ Bành liên tục tham gia vào các phi vụ phạm tội nghiêm trọng. Trong đó, tháng 5 năm 2010, Bành Minh Vĩ đã điều khiển một chiếc ô tô và đâm chết một người phụ nữ họ Hoàng tại thành phố Đài Trung. Khi cảnh sát tới hiện trường vụ án, người này không những không hợp tác điều tra mà còn kêu gọi một nhóm xã hội đen đến làm loạn và chống đối người thi hành công vụ. Thậm chí, đội quân còn hung hãn chèn tiếp tre vào chân phải của người phụ nữ họ Hoàng để thị uy. Tuy nhiên, 3 ngày sau, trong tang lễ, kẻ hung hồ quỳ lạy tại linh cữu của nạn nhân, cầu xin tha tội. Tiếp đó, tới tháng 8 năm 2010, trong quá trình xét xử vụ đâm chết người phụ nữ họ Hoàng, Bành Vĩ Minh tiếp tục vướng vào ồn ào vụ việc khác. Y dẫn đầu nhóm xã hội đen tới đòi nợ một người đàn ông họ Trung, uy hiếp nạn nhân phải trả số nợ 670.000 tệ, khoảng 2,4 tỷ đồng. Gã còn thách thức nạn nhân bằng cách chỉ vào màn hình TV. Kẻ đi càn xe chết người trong bản tin thời sự kia chính là tao, ra yêu cầu với nạn nhân phải trả nợ, nếu không sẽ bị làm nhục bằng cách tạt sơn. Vụ án rúng động gần đây nhất của Bành Minh Vĩ tham gia chính là vào ngày 3 tháng 1 năm 2021. Y cầm theo một khẩu súng tới tiệm cầm đồ nằm trên đại khu Nam Đôn thì phát hiện một người đàn ông họ Thái đang chuẩn bị lái chiếc xe bán tải rời khỏi đây. Ngay lập tức, y rút khẩu súng, nã 62 phát súng vào tiệm cầm đồ trong vòng 52 giây. Ông Thái ôm đầu trốn, lợi dụng Bành Minh Vĩ sơ suất liền chạy thoát thân. Sau sự việc, Bành Minh Vĩ tới đồn cảnh sát nhận tội. Thẩm phán tòa án quận Đài Trung cho rằng nam diễn viên họ Bành có ý định giết người, bị kết án tù 5 năm 10 tháng. Đây được coi là mức án thích đáng so với Bành Minh Vĩ sau hàng loạt bê bối, tội trạng nghiêm trọng của mình trong xã hội.